Hôm nay thầy sẽ giảng cái đoạn văn này để cho quý vị nghe. Cái đoạn kinh này rất là thâm ý sâu xa và nghĩa lý rất là thâm diệu. Cái vị trưởng giả đó là chính là Đức Thế Tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cái căn nhà lửa này chính là cái tam giới mục nát mà chính mình đang ở. Tam giới là gì? Là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và các con là những chúng sinh mà trong vô minh. Nhà mà chỉ có một cửa ra vào là chỉ cho pháp của Như Lai, một cái pháp nhất thừa của chư Phật để độ thoát tất cả mọi chúng sinh được thoát ra khỏi tam giới, tiến đến cái đạo quả chánh đẳng chánh giác, nhập trong đại bát niết bàn. Tam giới này chính là một cái nhà lửa lớn. Và cái lửa này nó hằng thiêu đốt chúng sinh từ cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Ngọn lửa thiêu đốt chúng sinh này chính là ngọn lửa vô minh. Đó là ngọn lửa tham, sân và si. Chính cái ngọn lửa tham sân si này nó đã lưu chuyển tất cả chúng sinh từ vô thủy cho đến nay, luôn luôn bị trôi lăn trong sáu đường lục đạo, sinh tử luân hồi. Ngọn lửa vô minh này nó không làm cho chúng sinh lo sợ, bởi vì chúng sinh từ xưa tới giờ họ đã bị cái sự vô minh che đậy, họ đã sống ở trong cái tam giới này vô lượng kiếp, do đó họ mãi hưởng những cái dục lạc của cái tam giới mà họ quên đi cái ngọn lửa vô minh này. Ngọn lửa này đã đốt cháy thân tâm của mọi chúng sinh, tạo thành những nghiệp ác và thiện trên con đường mà chúng sinh phải bị luân hồi. Ngọn lửa này chỉ có những bậc giác ngộ như Đức Thế Tôn mới có trí huệ để nhìn thấy. Như hồi nãy thầy đã trình bày quý vị đó, mình là người đã lớn, mình nhìn thấy được cái sự mà nguy hiểm của điện và cái sự mà bị giật của điện có thể đưa đến chết người. Nhưng mà với những cái đứa bé thơ từ 3 tới 6 tuổi, quý vị đó, quý những cái đứa bé đó nó không biết gì hết, bởi vì nó còn nằm ở trong cái sự vô ý thức, nó giống như là vô minh vậy. Thì trong cái ngọn lửa vô minh này, tham sân si này, thì chỉ có Đức Từ Tôn mới có trí huệ để nhìn thấy. Khi mà Ngài nhìn thấy chúng sinh bị ngọn lửa vô minh này, nó lần lần nó đốt cháy, thì Ngài rất là thương xót. Và Ngài dùng tất cả cái đại hùng, đại lực, đại từ bi của Ngài để chỉ dạy cho tất cả mọi chúng sinh là những đứa con của Ngài ở trong đó, nó được thoát hiểm. Và con đường này, nó chỉ có một con đường độc đạo, đó là con đường nhất thừa, chánh đẳng chánh giác, mà Đức Phật ngày hôm nay đã khai thị qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lòng từ bi của Đức Phật rất là vô lượng, nhưng mà ngọn lửa vô minh nó đã hằng thiêu đốt chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp, nên chúng sinh đã bị tập nhiễm, do đó không sanh tâm lo sợ. Và những bậc Bồ Tát, các ngài đã thoát được những ngọn lửa thiêu đốt này vì lòng đại từ đại bi, các ngài cũng phải thị hiện vào ở trong nhà lửa này để mong rằng cứu độ được những chúng sinh có hữu duyên. Đến hôm nay thì tất cả đại chúng thấy ngọn lửa vô minh này nó đã bùng sáng và nó cộng thêm với cộng nghiệp của tất cả chúng sinh, nên quý vị thấy ngày hôm nay những cái việc mà nó xảy ra nào như là động đất, thiên tai, bão lụt, chiến tranh, chúng sinh có khởi tâm lo sợ, nhưng mà tập khí và sự thọ hưởng ngũ dục nhiều đời nhiều kiếp đã ăn sâu, nên họ cũng không muốn buông bỏ để mà ra đi. Như vậy thì quý vị thấy rằng mọi chúng sinh, quý vị và thầy đang nằm ở trong cái nhà lửa tam giới. Và nhà lửa này nó sẽ là đốt cháy quý vị và thầy không biết vào giờ phút nào. Như vậy thì quý vị thấy quá là thương xót,
quá là đau khổ cho chúng sinh trong cõi đời, trong cái kiếp đời này. Do đó qua cái câu thí dụ này, thầy mong rằng quý vị hiểu được cái ý nghĩa của kinh để mà tỉnh ngộ cõi đời này, nó vốn là sự vô thường. Và ngọn lửa vô minh tham thân si đang thiêu đốt trong thân quý vị từng giây, từng phút, từng sát na. Do đó thầy mong rằng tất cả quý vị hãy quán chiếu lại tự tâm của mình để tìm ra ngọn lửa này nó từ đâu mà nó thiêu đốt thân tâm mình, để mình dập tắt được nó. Có như thế thì mới mong rằng thoát được tam giới. Và khi mà mình đã thoát được tam giới thì mình tự mình cứu mình, thoát được sinh tử luân hồi. Và sau đó chính quý vị nương theo bản nguyện của những bậc đại thừa Bồ Tát, quý vị trở lại đây ngồi trên thuyền Bát Nhã để cứu vớt tất cả những chúng sinh mà họ đáng tội nghiệp đang trôi nổi trên cái dòng sông ái dục và sinh tử. A Di Đà Phật. Thì qua cái đoạn kinh này quý vị thấy lòng từ bi của chư Đại Bồ Tát cũng như các chư Thế Tôn rất là bao la, nhưng mà nghiệp lực của chúng sinh cũng rất là nặng. Nhiều đời nhiều kiếp đã thâm sâu ở trong cái cõi đời này, đã từng lưu chuyển trong cái cõi đời này. Do đó khi mà nói đến cái lửa tam giới thiêu đốt, các vị chúng sinh đã không bao giờ sợ hết, tại vì quen rồi. Cũng như khi mà quý vị nhìn một đứa bé mà nó cầm một cái thanh sắt, nó đưa vào ở trong cái lỗ mà chốt điện, quý vị ngồi để quý vị cái tim quý vị nó nhói đau lên, mình sợ rằng cái cọng sắt đó sẽ làm cho đứa con của mình nó sẽ bị giật và chết đi, lòng quý vị nhói đau lên. Thì như vậy các chư Phật, các chư Bồ Tát lòng cũng đau nhói lên khi thấy chúng sinh đang ở trong nhà lửa mà không biết tìm cách ra. Các ngài tìm đủ cái nhân duyên thí dụ để đưa chúng sinh ra, nhưng mà chúng sinh bởi sự vô minh, bởi cái tham sân và si nó đã chi phối tất cả trong tâm não, do đó không có còn sợ cái ngọn lửa của vô minh ở trong tam giới này. Quý vị thấy rất là đáng thương xót hay không? Và chính thầy đã vào ở trong cái nhà lửa tam giới này, trước là thầy cứu thầy, và sau nữa là cứu tất cả cha mẹ thân bằng nguyễn thuộc, cứu tất cả mọi bằng hữu chúng sinh. Nhưng mà nghiệp lực của chúng sinh rất là nặng, do đó thầy đến, nhiều khi thầy đến rồi thầy lại ra đi một mình không, là tại vì thầy chỉ đến với những người có duyên, chứ thầy không thể độ được những người mà vô duyên với Phật pháp. Thầy cố gắng vô cùng, thầy cố gắng độ tất cả những người có duyên và hữu duyên. Và ngày hôm nay chính thầy vào ở trong đây dùng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa để mà sắp tấn tất cả mọi đại chúng, để mà làm cho tất cả mọi đại chúng thấy được ngọn lửa vô thường, ngọn lửa tham sân và si nó đang thiêu đốt tất cả quý vị. Thầy mong rằng quý vị nhìn lại cái ngọn lửa đó để mình tạo ra cho mình một cái lối thoát để dập tắt ngọn lửa đó, chính mình được an lạc và chính mình độ cho những chúng sinh sau này được sự an lạc như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chứng giả liền nghĩ, nhà này đã bị lửa cháy lớn đốt cháy, ta cùng các con nếu không xa liền chắc sẽ bị cháy, ta ngay nên bày trước phương tiện khiến cho các con được khỏi nạn này. Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi trưng báo lạ lùng, nếu có chắc chúng nó ưa đắm mà bảo các con rằng đây này là những món ít có khó được mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không ra lấy, sau này chắc buồn hận. Các thứ như xe dê, xe hư, xe châu như thế, nơi ở ngoài cửa có thể dùng dạo chơi. Các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây tùy ý các con muốn, cha đều sẽ cho các con. Lúc bấy giờ các người con nghe cha nói đồ chơi báu đẹp vừa ý mình, nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ xô đẩy lẫn nhau, cùng đua nhau rượt chạy ra khỏi nhà lửa. Khi đó trưởng giả thấy các con được an ổn
ra khỏi nhà lửa, đều ở trong đường ngã tư, nơi đất trống không còn bị chướng ngại. Tâm ông thơi thới, vui mừng hớn hở. Bây giờ các người con đều thưa với cha rằng, cha, lúc nãy con hứa cho những đồ chơi tốt đẹp nào xa dê, xa hư, xa châu, xin liền ban cho. A Di Đà Phật, con xin kính thưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này thì chúng sinh đã vô lượng kiếp trôi lăn trong cái dòng vô minh sinh tử và tập nhiễm sâu dày. Nếu mà ông trưởng giả Như Lai không bày những cái phương trước, phương tiện, là chắc chắn rằng các con chúng sinh của Ngài sẽ đắm chìm mãi ở trong cái dòng sinh tử. Vì thế mà ông dùng cái phương trước là ba loại xe tốt đẹp thời bấy giờ để dẫn dụ các con ra khỏi cái nhà lửa tam giới. Ngày xưa thì chưa có xe hơi như bây giờ, và những chiếc xe mà những cái thanh niên thời bấy giờ rất là ưa thích, đó là những chiếc xe dê cũng như là xe hư và xe trâu. Những xe này thì được trang hoàng rất là lộng lẫy. Vì vậy mà ông trưởng giả biết rằng các con của mình vốn là ưa thích trong nhà lửa, tại vì nhiều kiếp đã bị trôi lăn trong cái sự vô minh của ái dục. Do đó bây giờ nếu không có dùng những cái loại xe này để mà hướng dẫn cho các con mình ra khỏi nhà lửa, thì chắc chắn rằng lửa trong tam giới sẽ thiêu đốt các con của ông. Do đó trưởng giả Như Lai mới bày ra phương tiện là ba thừa. Ba thừa đây tất nhiên là tiểu thừa, có nghĩa là A-la-hán thừa đó, trung thừa tức như là Bích Chi thừa, và sau cùng một cái thừa chót là Đại thừa Bồ Tát. Xe dê là một loại xe nhỏ, nó tượng trưng cho tiểu thừa, có nghĩa là thanh văn A-la-hán. Xe hư thì nó có sự rộng lớn hơn một chút, nó tượng trưng cho những vị tu về Bích Chi Phật, có nghĩa là Bích Chi thừa thánh đạo. Và sau cùng là xe trâu, là một chiếc xe nó có sức mạnh và nó có nhiều chỗ ngồi, và tượng trưng cho các chư Bồ Tát tự mình đã tự giác và sau đó là giác tha, tất nhiên là cứu độ muôn loài chúng sinh. Chiếc xe trâu này là dụ cho Bồ Tát Đại Thừa. Đức Thế Tôn Ngài biết rằng căn tánh của tất cả muôn loài chúng sinh không thể nào thấu hiểu được nhất thừa Phật quả là nơi cứu cánh của sự an nghỉ niết bàn vĩnh cửu, tức là niết bàn. Do đó Ngài phải dùng cái phương tiện thiện xảo phân nhất thừa thành ba thừa, tất nhiên là thanh văn thừa, Bích Chi thừa và Đại thừa, để mà hầu cứu độ chúng sinh ra khỏi nhà lửa tam giới. Bởi vì chúng sinh mà không nương theo ba thừa này thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tam giới. Tuy nhiên, khi mà nương theo ba thừa này thoát khỏi tam giới rồi, nhưng đây chỉ là một cái phương tiện, một cái quá thành để mà các chư thánh dừng lại để an nghỉ, chứ chưa phải thật sự là một cái bảo sở mà mình có thể là an nghỉ vĩnh viễn. A Di Đà Phật. Thì trong đoạn kinh này, khi quý vị đọc đến cái thủ đến Diệu Pháp Liên Hoa, đoạn kinh này là quý vị biết rằng Đức Phật đang dụ ba chiếc xe, xe dê, xe hư và xe trâu. Tất nhiên là từ trong cái nhất thừa Như Lai Bảo Tạng mà Đức Phật phải phân ra làm ba thừa, là Thanh Văn thừa, Bích Chi thừa và Bồ Tát Đại thừa. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp. Xá Lợi Phất, khi đó chuyện giả đều cho các con đầu một thứ xe lớn. Xe đó cao rộng, chuyên dọn bằng các món báu, lan can bấu quanh, bao quanh